là cái nhà nhìn vô ở ngoài đó, trước cửa đây bông hoa quá đẹp luôn, mới cắt hoa, mới cắt cỏ thì đó, nhờ có khách tới nhà nó mới sạch sẽ, chưa sạch chứ. Đây trước cửa nhà hàng xóm láng giềng, còn cái này là cái đầu xe mà ông làm, đây gọi là cái đầu xe, lần đầu tiên con cũng thấy luôn chứ con chưa thấy nữa. Cái thùng nó dài lắm. Này kia chỉ có cái đầu thôi nha.